Đại nghĩa nấu chè, Lý Hải trồng rau. Trong thời gian tạm nghỉ diễn, vì dịch bệnh, các sao Việt chủ yếu ở nhà và làm các công việc mình yêu thích. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sao Việt chủ yếu ở nhà quây quần bên gia đình, chăm sóc tổ ấm. Ở Mỹ, ca sĩ bằng kiều dành thời gian làm vườn. Anh tự mình làm nhiều công việc như lát nền, cưa sẻ, khoan, đục, sơn gỗ. Giọng ca trái tim bên lề còn tự thiết kế các bệ đỡ chậu cây bonsai, thiết kế hồ cá, trong một tháng ở nhà làm vườn. Anh nhận ra mình có thể làm, được nhiều việc, và cảm thấy không có gì là không thể. Cũng có đam mê với vườn tược nhưng Lý Hải lại trồng nhiều rau xanh, ở biệt thự của anh. Tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn phim lật mặt tạo hẳn một dàn thủy canh lớn. Trên dàn thủy canh, Lý Hải trồng đủ loại như rau dền, rau muống, rau đay, cải xoăn. Anh cho biết mục đích trồng rau sạch để các con dùng mỗi ngày, những ngày rảnh rỗi, nam đạo diễn có nhiều thời gian chăm cây. Nhiều gốc rau bị chim ăn, đã, được Lý Hải thay thế, trên trang cá nhân đại nghĩa chia sẻ dành một ngày nấu chè bưởi đặc biệt nam mc nấu chè để gửi tặng bạn bè đồng nghiệp thân thiết như trấn thành lâm vĩ dạ nam thư vì dịch bệnh lịch quay của các đoàn phim truyền hình bị rời nên thân thúy hà chủ yếu ở nhà chăm sóc hai con nữ diễn viên trổ tài nấu nướng làm nhiều món ăn chị cho biết hạnh phúc khi có nhiều thời gian dành cho con chứng kiến hai bé vui chơi trêu đùa bên nhau mỗi ngày phương trinh doai cũng có những ngày thảnh thơi tập yoga và đọc sách Nữ ca sĩ cho, rằng lịch diễn bị hủy hàng loạt nhưng cô nghĩ hiện tại thu nhập không quan trọng bằng sức khỏe. Các tiệm làm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa từ ngày 24 tháng 3, vì thế Khánh Thi và Phan Hiển gội đầu cho nhau ở nhà. Ngoài ra, vợ chồng kiện tướng Den Sport còn tranh thủ thực hiện các video hướng dẫn khán giả tập thể dục giữ, vóc dáng. Ca sĩ Phi Nhung cảm thấy lo lắng, vì cân nặng tăng nhiều trong thời gian nghỉ diễn, nữ ca sĩ cho biết đã nhanh chóng lao, vào tập võ. Chị viết trên trang cá nhân mùa dịch corona tập tí võ thuật hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại